giới thiệu anh em cái máy chuyên mài IC màn hình và chuyên để cắt cái viền cam nhé. Thì đây nó có cái hai cái núm để mình chỉnh này, cái này thì dễ xài thôi. Bây giờ mình sẽ mài thử một cái màn của IC màn 11 của Max. Cái motor này thì nó có chỉnh nhanh chậm này. Đó. Mình sẽ chỉnh cái này để cho mũi nó xuống này. Mình nhả bớt cái này ra này. Cái này là mình lắp cái mũi thì to, đó là cái này mình chỉ lắp cái mũi nhỏ thôi. Mai là cực kỳ an toàn luôn. Cái này anh em cứ lắp cái mũi nhỏ, cái này mình mũi to thì nó hơi chạy ra ngoài một tí. Tại vì đây là video demo mà. Khi mài xong thì mình sẽ cắt động cơ đi và mình lấy màn ra phá phê luôn. Ok anh em nhé, hàng có sẵn tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nhé.